Anh ơi, anh đang làm gì đấy? À? Anh đang làm gì đấy? Anh ướp chim để anh nấu cho vợ anh ăn. Ai da, mày đảm đạo phệt nhỉ? Anh lúc này là gì? Đây là công đoạn gì đấy anh nhỉ? Ướp chim. Ướp chim à? Chim to ấy. Có mỗi con thôi, bọn mày hóng ít. Mỗi con thôi. Bây giờ ông phải giá đỉnh đấy. Tớ cũng chưa chuyên nghiệp lắm. Này, ngày xưa anh làm đầu bếp đấy em đã. Anh là chưa chuyên nghiệp ạ. Đúng rồi. Thấy cái gì chưa? Đùa cái thằng Mão nhá. Bóc tỏi không sạch. Đùa. Em tưởng anh bóc. Bóc tỏi không sạch sợ. Thanh niên chán. Đây. Này, gái bầu có ăn được tỏi nhỉ? Được ạ. Bây giờ thanh niên đang ngồi chờ anh Đạt nấu ăn xong để đớp. Không đến nữa. Nhưng mà cái này là khối TV nhá. Nói chung là không được, có phần đâu nên là thôi. Không, tí nữa mình xin cái chân này mà. Không được. Chân thì được, cho mỗi thằng cái chân. Chân là phải tính cả đùi ấy nhá, không phải tính mỗi chân. Chân thì là chân với đùi nó là đùi. Oh. Anh vô lý. Đúng không? Đúng. Đấy. Bên của chị bầu mày cứ đớp đớp thằng này chỉ được giỏi ăn thôi anh ạ. Điều ấy. Không, tiếp theo làm gì anh? Rửa con chim. Rửa chim. Công đoạn tiếp theo là rửa chim. Thau cho chim tắm. Người hiểu chưa? Rửa cái bể bơi. Bây giờ đến lượt là rửa chim. Chim rửa sạch rồi nhưng mà mình cũng chẳng qua lại cho nó kỹ. Đây là tí nữa để ướp chim vào đây, hiểu chưa? Ướp trong bao lâu anh? Trong 10 phút. Đây là 10 phút làm sao nó ngấm được anh? 10 phút là nó đủ rồi. Anh Đạt chỉ 10 phút thôi, hiểu không? Rượu có ngon không anh? Ngon hay không ngồi sau sẽ rõ. Ơ, có được ăn đâu mà biết. Cái gì anh? Cái mua mua nó kìa. Cái gì? Ở đấy. Đâu, không phải. Vũ ơi. Cái anh vừa mua đâu rồi, cái gì nhỉ? Movie Hương đâu? Thế rồi, quên. Ô. Chưa ra à? Đùa. Mày đừng có trêu anh. Đây là Nam Thị Hương nha mọi người nhé. Đúng nhỉ? Ngũ Vị Hương này cho bà làm thịt. Nhưng mà Ngũ Vị Hương là Nam Thị Hương đúng không? À nhập, Nam Hương Vị chứ. Em nghĩ là cái này ăn được. Sẽ ăn được. Nó sẽ chín rồi, nó sẽ đạt. Anh không đeo bao tay hả? Chưa rồi. Tí rồi anh, ui. Trộn tất cả những cái nguyên liệu để ướp. Trộn đi, trộn đều đi. Mọi người đừng làm theo cái công thức này nha. Làm theo công thức này là ăn là bị ngon lắm. Ăn là bị nghiện, tốn tiền lắm. Nha. Khuyến khích mọi người. Anh nhầm, khuyên cáo mọi người đừng làm theo anh Đạt. Thì nó là Ngũ Vị Hương là nó chả thơm. Trong ít tương lắm mày. Anh Mão học đi anh Mão. Không, anh học, anh biết nấu mà, học gì. Thôi, Mão thì còn nấu trên song với cả trên ấy thôi. Để đây tí nữa còn massage chim. Massage chim. Ừ, tí nữa còn massage chim để cho nó đều.
Anh Đạt có những từ ngữ kiểu thú thú vị nhỉ? Nó ngấm nhỉ chứ? Quê em gọi là bóp chim em. À bóp chim à? Quê em bóp chim. Không có bao tay anh. Không có nha. Đây mọi người ạ. Cái ảnh của một người đàn ông gia đình. Một người bố, một người cha. Đúng rồi. Một người vợ, thay vợ. Chim câu đấy mọi người ạ. Chim câu. Chim câu này là được mẹ em, mẹ bố em mang từ quê ra. Thì mang từ quê ra. Sau 10 phút gọi là ướp chim, bóp chim, massage chim, các kiểu thể loại về chim. Xong bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn gọi là hấp chim. Nướng chim. Cho chim vào lồng. Bây giờ mình cho chim vào lồng để mình Nướng. À chiên chứ. À ừ, đúng rồi, chiên. Quên. Đây là trước, đây là một nồi chiên không dầu nhé mọi người nhá. Đấy. Úp. Chú rửa nữa đây úp nhỉ. Người hay úp. Úp rửa cũng được anh ạ. Úp. Xong rồi đằng nào tí nữa là cũng phải lật lên một lần nữa. Đấy, sau khi ướp được 10 phút thì mang đi để chiên nha mọi người nhé. Và nồi chiên không dầu. Đấy. Kinh à, một cái nồi chiên to như này quánh hẳn một con chim to khổng lồ. Nói chung là chim của em Đạt thì lúc nào cũng to. Đấy, chim em Đạt lúc nào cũng to. Mọi người cứ yên tâm. Đấy. Ở đây. chỗ nào đây anh? Hình như là chỗ này, đùi gà này. Ờ. 200 độ C. Xong bấm lại một nút một lần nữa. Giảm đi. Giảm. 2, 3. Năm rưỡi rồi nhỉ? Ờ. Thời gian này. 2 lô quá. 10 phút. 20 phút hay 10 phút nhỉ? 10 phút xong một tí là lại lật mặt. 150 là cao lắm. Ờ. Xuống đây. 10 phút đó. Rồi. Đấy. Đợi sau 10 phút để xem nó như nào đã. Đợi 10 phút xong mà thằng mắt được. Vụ. Rang ngửi thơm lắm. Thật. Ơ thật mà. Thật. Rang ngửi mà xem thơm cực. Ok. Anh nói thật. Không nói đùa. Nói đùa làm gì. Tao bao giờ nói dối đâu. Thơm. Nóng rồi. Ngửi thử mà xem thơm cực. Thơm không? Thơm. Điều ông điều đã có cái gì đâu. Mày đi bắt thử. Đã vừa bắt lên xong thì đã mất thật. Áo. Mày biết thì sao mà anh dùng cái nồi chiên không dầu đấy không? Tại sao anh? Thì là sẽ không phải dùng dầu mỡ. Thì là vợ anh sẽ không phải ăn mỡ, dầu mỡ vào người nhiều. À, là nói chung là rất tốt cho sức khỏe. Đúng rồi. Hợp lý. Biết rồi đấy, hết thời gian rồi nhưng mà để cho máy nó ngừng hoạt động. Kiểu là heo thì nhưng mà không phải là heo thì. Một phút cuối đấy. Ui, nhìn nó nhìn kiểu bóng bóng giòn giòn nhỉ. Làm mặt thử xem anh. Cái này phải chiên là 4 lần nữa. 4 lần 10 phút. Anh cứ để 200 độ đây anh ơi. 200 độ trong vòng 10 phút. Anh sợ 200 độ nó... Không, anh thấy 200 độ đi anh. 10 phút thôi. Đấy. 7 phút không được, 7 phút thôi. Test thử đi. Bởi vì mình không biết. 9 phút rồi đẹp. Đợi thêm 9 phút nữa nhé mọi người. A few moments later. Anh làm gì mà cứ ngồi thẫn thờ đây. Gần 9 rồi. Nhưng mà thất bại rồi mọi người ạ. Thất bại đây. Vợ em kiểu buồn nôn không ăn được ý. Ngửi mùi thơm kiểu mùi này rất là thơm. Nhưng vợ em kiểu buồn nôn nhưng không ăn được. Thế là lại về để ăn. Thôi để mão. Ô
Ô, anh không có lấy ra cho em à? Em nữa, em. Em. Đấy, bọn mày chia nhau mà. Ê, anh còn phải lấy ra, anh phải mở nốt ra. À, vứt đi luôn đi, chứ không phải là anh mở nốt ra đâu. Đấy. Mở. Mở xem được kết quả của anh nào thế nào. Thơm thế. Đầu bếp. Masterchef đặt villa. Đen mọi người ạ. Ôi, ngon. Wow. Ui, nhìn này. Masterchef đặt villa. Ăn miếng. Mềm lắm. Ui. Chưa chín. Lần nữa anh ơi. Lần nữa. Nhưng mà thơm lắm rồi, nhưng mà thôi đừng ấy nữa, không vợ anh uống luôn đi. Đâu rồi muốn em. Đừng với hành, với tỏi của anh người. Thế từ đấy. Đây này. Không, thế nhưng mà để ra kia tí nữa chiên lên mà. Để nấu tiếp. Thôi đừng ấy nữa, nó mùi. Mùi vợ anh một đôi đi. À, trách thủ. Buồn không anh? Nhưng mà vợ anh không thì... Mình bỏ ra công sức 30 phút, hơn 30 phút. Nhưng mà cái vấn đề là vợ anh không ăn được thì chứ. Bây giờ buồn nôn, bây giờ gái bầu là như thế đây. Tuy mình thấy ngon nhưng mà người ta thấy không ngon. Em hiểu chưa? Vâng. Thôi, cố gắng. Ô, anh không chào mọi người à? Mọi người để em nghĩ món khác nhé.